Mới đây, diễn viên Minh An đã chia sẻ lại những hình ảnh anh và các bạn học cùng lớp diễn viên K33B Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cách đây 10 năm. Trong loạt ảnh, ngoài Minh An, khán giả còn nhận ra nhiều cái tên quen thuộc của màn ảnh Việt. Trong đó, nhan sắc thời sinh viên của nữ diễn viên Đừng Làm Mẹ Cáu thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Có thể thấy khi còn là sinh viên, Quỳnh Cun có gu thời trang đơn giản, mộc mạc. Cô để kiểu tóc mái xéo thịnh hành thời bấy giờ. Dù hiện tại nhìn lại có vẻ quê mùa, nhưng style lỗi thời cũng không dìm được vẻ xinh xắn đáng yêu của Quỳnh Cun. So với hiện tại, đã đi qua 10 năm và đã trở thành ngôi sao trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Cun đã có sự thăng hạng về nhan sắc cũng như thời trang. Quỳnh Cun từng tâm sự, có lẽ bản tính thích chinh phục đã khiến cô mất dần đi vẻ ngây thơ mà trở nên tự tin hơn sau từng ấy năm. Chính vì vậy, khán giả cũng cảm nhận được Quỳnh Cun ngày càng sắc sảo, quyến rũ hơn. Quỳnh Cun sinh năm 1993, trước khi đảm nhận vai nữ chính phim Giờ Vàng VTV, cô từng được biết đến với danh hiệu Hot Girl Sitcom với những series như Kem Sôi, Loa Phường, đóng nữ chính MV Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, Quỳnh Cun cũng không mấy mặn mà với danh xưng này, bởi cô cho rằng bản thân được học và đào tạo chuyên nghiệp bài bản, đến khi ra trường đã vào nhà hát và làm diễn viên. Quỳnh Cun hiện dần chinh phục khán giả với các vai nữ chính. Mới đây, cô đã nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình ở lễ trao giải Cánh Diều 2023 dành cho vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu.